sau cơn đột quỵ cùng với việc phẫu thuật đóng lỗ hổng trong tim, người mẫu Hailey Bieber tiếp tục đương đầu với căn bệnh u nang buồng trứng. Đây là lần thứ 3 trong năm nay cô phải đối mặt với việc sức khỏe sa sút. Mới đây, người mẫu Hailey Bieber chia sẻ trên trang cá nhân về căn bệnh mới của mình. Theo đó, cô bị u nang buồng trứng cỡ lớn. Cũng trong chia sẻ của mình, vợ của Justin Bieber cho biết cô đã từng bị u nang buồng trứng một vài lần trong quá khứ. Do vậy, cô không quá bất ngờ và suy sụp với chuyện này. Thế nhưng, việc mắc u nang buồng trứng vẫn là một điều không dễ dàng và dễ chữa trị. Chỉ mới cách đây vài tháng, cô vừa trải qua một cơn đột quỵ nhỏ, phải cấp cứu và tiếp tục phải nhập viện phẫu thuật do có một lỗ hổng trong trái tim. Dù vậy, Hailey vẫn không ngừng cố gắng. Nữ người mẫu vừa cho ra mắt thương hiệu dưỡng da mang tên Rose. Theo ước tính của Forbes, với tình hình hiện tại, thương hiệu dưỡng da này hoàn toàn có thể đạt mức doanh thu 8 chữ số vào cuối năm nay. Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và ca sĩ Kanye West đã hoàn tất thủ tục ly hôn với các thỏa thuận được đưa ra trong yên bình. Theo nguồn tin của People, Kim Kardashian và Kanye West đã chính thức ly hôn. Quyết định được tòa án đưa ra sau khi cả hai hoàn tất những thủ tục ly hôn, bao gồm các thỏa thuận về tài sản và quyền nuôi con chung hợp pháp đối với 4 người con. Nam rapper được yêu cầu phải trả cho vợ cũ chi phí cấp dưỡng nuôi con là 200.000 đô la Mỹ và một nửa chi phí y tế, giáo dục và an ninh cho các con. Quyết định này được đưa ra sau 9 tháng kể từ khi ngôi sao Kim Kardashian được tòa phán quyết là độc thân hợp pháp trong một phiên điều trần. Với ca sĩ Kanye, sau mọi nỗ lực nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân, nam rapper cũng đã bỏ cuộc và chấp nhận ly hôn. Mới đây, nữ ca sĩ Huyna bất ngờ đăng tải thông tin cho biết cô và bạn trai Don đã chính thức chia tay sau 6 năm bên nhau. Thông tin này khiến cho người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Huyna và Don vốn là một cặp đôi bền vững của showbiz Hàn, cùng trải qua rất nhiều sóng gió để ở bên nhau. Chính vì vậy, việc cặp đôi chia tay là điều khán giả chưa từng nghĩ tới. Còn nhớ vào đầu năm, cặp đôi nổi loạn của K-pop đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đăng tải thông tin đính hôn. Màn cầu hôn của Don với Huyna được khán giả ủng hộ nhiệt liệt do cả hai đã hẹn hò nhiều năm. Tuy nhiên, đến tháng 7, cựu thành viên của 4 Minute cho biết cô chưa có ý định kết hôn do còn nhiều chuyện phải quan tâm hơn. Nữ hoàng gợi cảm Huyna bị bắt gặp hẹn hò cùng đàn em vào năm 2018. Mặc dù công ty lên tiếng phủ nhận, nhưng cặp đôi lại thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm. Điều này ngay lập tức khiến cả hai bị đóng băng hoạt động do vi phạm hợp đồng. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới việc cặp đôi quyết định đường ai nấy đi. Sau nhiều chỉ trích về việc cắt bớt hạng mục truyền hình trực tiếp, Viện Hàn Lâm đã quyết định thay đổi và phát sóng đầy đủ các hạng mục tại Oscar năm sau. Bill Cramer, giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm đã có buổi phỏng vấn độc quyền với Variety nhằm chia sẻ những thông tin liên quan đến lễ trao giải Oscar 2023. Trong đó, thông tin quan trọng nhất được đưa ra chính là lễ trao giải năm tới sẽ tiếp tục với việc phát sóng đầy đủ 23 hạng mục của giải. Trước đó, tại lễ trao giải Oscar 2022, có tới 8 hạng mục bị loại khỏi chương trình trực tiếp. Cả 8 hạng mục này được ghi hình lại và phát sóng sau đó, thay vì trao giải như các hạng mục khác. Quyết định của Viện Hàn Lâm đã khiến cho người trong ngành điện ảnh vô cùng phẫn nộ. Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại nhà hát Dolby. Năm nay, lễ trao giải hứa hẹn sẽ là bàn đạp quan trọng để Viện Hàn Lâm tiếp tục các công đoạn chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Oscar vào 5 năm tới.